Anh cũng không biết nói, phải gửi lời cảm ơn đến toàn bộ công ty đã suốt thời gian qua đã làm cho anh một ngôi nhà được như ý. Vâng ạ. Thì anh không biết nói gì hơn là chỉ biết gửi lời cảm ơn đến toàn thể anh em nhân viên trong công ty. Vâng, cảm ơn anh ạ. Khán giả, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Chuyển động của Mắc Home. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền rất vui mừng khi đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm công trình thực tế do Mắc Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và ngày hôm nay thì sẽ không đơn giản là một cái số thông thường chúng tôi gửi đến và giới thiệu nhà cho quý vị, mà ngày hôm nay nhá, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái mẫu nhà có thể gọi là siêu phẩm tại vùng đất An Lão, Hải Phòng. Và chúng ta hãy cùng nhau và có thể là gặp gỡ với một chủ đầu tư cũng vô cùng đặc biệt, đó chính là anh Miên ạ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bước vào bên trong để khám phá công trình nhá. Xin chào anh ạ. Dạ vâng. Em ở bên công ty Mắc Home. Vâng, em mới Mắc Home anh ạ. Dạ vâng. Thì mời anh em vào trong nhà uống nước. Dạ vâng. Anh ơi, ngày hôm nay ấy, khi mà về đây ấy, thì em được biết nhá. Em được biết thì theo một số thông tin em thu nhập được ấy, thì nhà anh ở đây thì có thể nói là có một cái sự đầu tư rất là lớn đi. Mà em từ phía bên ngoài kia, em bước vào bên trong này thì em thấy là từ ngay từ bên ngoài trang trí rất là đẹp rồi. Vậy thì em cũng muốn rằng ngày hôm nay không chỉ mình em đi dẫn cho quý vị khán giả nữa, mà có cả anh đồng hành cùng em được không ạ? Rồi, cảm ơn em. Dạ. Vì anh cũng tự giới thiệu với em, anh là nghệ nhân của Hội Sinh vật cảnh của thành phố Hải Phòng. À, dạ thế ạ. Thì cũng là một trong những nhà vườn tiêu biểu của thành phố. Mà chuẩn bị tới đây cũng anh cũng có một cái câu lạc bộ đất cảng để ra mắt. Dạ. Trên toàn quốc được biết. Nhưng còn ở đây thì anh muốn tạo dựng cái khuôn viên này và cái một cái sân chơi này là mang tính chất, mang cái tầm coi như là để thành cái sân chơi, gọi là mang những cái cây tầm cỡ để làm cái di sản của quê hương ngay An Lão này. Thế vì vậy đâm ra là anh đã suốt cả cuộc đời đã cố gắng hết mình để tạo dựng được cái khuôn viên này. Mà bây giờ cũng đang đi vào hoàn thiện. Thì anh rất cảm ơn hôm nay công ty về đây. Dạ, vâng. Thì anh xin mời bọn em tham quan một số cây ở trên sân vườn nhà anh. Thực sự nghe anh nói thì em cảm thấy rất là háo hức rồi. Không biết là sẽ có những loại cây gì anh giới thiệu cho em đây ạ? Thì như ví dụ như cây này chẳng hạn. Thì anh có nhập từ bên Lào về đây? Từ Lào anh. Cây này nó là cây bây giờ mới là cái phôi thôi, chưa thành kiện được. Nhưng đây nó là cái cây bằng lăng. Cây bằng lăng. Nó là cây bằng năng đấy, nhưng nó có những cái nu như này ấy, để làm sao để cho nó cái chứng minh cái thời gian là 5 tháng của cái nu này. Dạ. Anh xin giới thiệu em, đây là một hòn đá hóa thạch. Dạ. Anh có nhập từ bên nào về? Mới về đây được khoảng chưa được một tháng này. Đây là đá hả anh? Đây là gỗ hóa thạch. Gỗ hóa thạch. Cây này cây gỗ, nó là cây gỗ nhưng qua các cái thời chắc chắn là theo qua từ người nọ giới thiệu đến người kia đấy. Thì nó từ cái thời núi lửa đấy, họ mới thành cái nhan thạch ấy. Dạ. Thì trong này thì là gỗ, nhưng mà ngoài này thì thành đá rồi. À dạ. Rồi. Có nghĩa là trong nó vẫn là gỗ. Còn trên kia là một cái nu của cây, gọi là cây nhội. Thì anh mới khai thác về đây thì hôm ra nó là bây giờ hôm nay mới đang nảy mầm thôi. Dạ. Thì nếu mà cái nu này mà hoàn thiện thì, mà làm được hoàn thành công, thành cái tác phẩm này thì chắc chắn nó là một cái di sản có rất gì có giá trị ở Việt Nam mình. Em thấy cái hàng này cũng nhập từ bên nào về? Em thấy cây này là có cái gốc của nó lớn nhất.
trong tất cả. Chắc chắn là nếu như để mà cái nu này thì phải, anh phải dám nói là vanh của nó hơn 10 mét mà nặng trên chục tấn. Ừ. Một cái cây cây mà nó làm một cái lu chứ không phải là cây gỗ, vì nó quá già, nó hóa ra được cái nu như vậy. Thì cái cây bên trong này đó, thì cây đó mình nếu như tới đây đấy, bây giờ anh đang áp mấy cái cây về đây để anh che nắng thôi. Dạ. Nhưng tới đây nó sẽ thành thiện, nó hoàn thiện được cái cây này thì chắc chắn một điều rằng nó là cái cây vật, nó là gần như nó một kỳ vậy. Dạ. Nó không có, nó là vô giá rồi. Đây tùng này là tùng kim cương. Tùng những kim cái cây cương này ạ? Ở đó ba cây này nó bộ ba cái tùng kim cương đây. Tại vì sao đó, lại anh, gọi là tùng kim cương anh? Nó là cái dòng giống của từng cái loại tùng một. Dạ. Tùng thì rất nhiều loại tùng, nhưng nó là giống tùng kim cương. Dạ. Thì nó là đang là được hot nhất ở trên thị trường Việt Nam. Còn như cây này là cây me. Me này thì là nó là dòng me nào, anh mới nhập cái nào về. Nó đặc thù của nó là me ngọt chứ không phải me chua. Vâng. Me của mình thì nó chua nhưng đây này nó là cây me ngọt. Mà cái sở trường của anh ấy thì anh thích những cái cây thể hiện theo năm tháng. Dạ nó vâng. Cục cái này. À. Nó những nổi những cái lu này là những cái cây nó để chứng minh cái thiên nhiên nó ban tặng. Đây là cây khế. Ồ, vậy. Em lần đầu cây khế này khế to như này. Nếu mà để trên thị trường cả nước chắc biết nó rồi. À, trên nhiều mạng xã hội đã quay lên là đang lên mà cũng công khai giá trên thị trường cách đây nhiều năm là cái giá của họ nó đã đạt cái giá 9 tỷ. 9 tỷ ạ? À? Hiện tại bây giờ thì đang giá 15 tỷ. Vì cây này đấy nó có cái ý nghĩa của nó là một cây là nằm chẳng lên non mà ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Dạ. Nó có ba thân nó đã dính vào, nó là ra một cái ngọn. À ba cây dính vào nhau xong bắt đầu trụm lên thành một cái ngọn đấy, bên trên. Nó là ba thân riêng biệt nhưng đã dính vào thành một ngọn. Dạ. Thì gọi là ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Cái ý nghĩa của cái cây này nữa là những chủ nhân trước, anh là người thứ tư sử dụng cây này. À. Thì ba người trước họ cứ bán xong là họ lại làm ăn rất chi là xuống dốc, phá sản luôn đấy. Dạ dạ. Thế thì về anh thì từ ngày anh có nó thì là nó gần như là nó là báu vật mà nó hợp với mình nhá. Thì tất cả anh làm nó rất chi là thuận. À. Thế nên vừa rồi đấy có người đến giả anh thực tế ở trong truyền lãm ở trong vừa rồi mới truyền lãm ở trong Vĩnh Bảo đấy. Dạ. Thì trực tiếp họ đã phỏng vấn mà là làm trả giá anh là 15 tỷ anh không dám bán. 15 tỷ quý vị ạ. Em mà thấy không ở đây bán ấy, sợ là ghi là khi mình bán ấy mình sợ là mình lại giống những người bán cho mình như trước á. À dạ. Mình hãi vậy. Vâng. Đâm ra không dám bán. Dạ. Chứ còn tiền thì ai cũng rất quý nhưng thực tế là như vậy. Đây toàn bộ sân vườn nên là tự tay anh thiết kế, không có mượn thợ ngoài. À. Thế em hỏi qua một chút nhá, em thấy là cái khuôn viên này mình rất là rộng đấy, thì không biết là rơi khoảng tầm bao nhiêu mét vuông. Tổng diện tích ở đây thì anh nói em nghe, cái mặt tiền này anh mua được 28 mét mặt. Và chiều sâu này thì được 50 mét. Vâng. Nhưng mà chiều ngang này thì là hơn 30 mét. Đằng dạ. sau là lở hậu. À. Thì tổng cái diện tích này nó có 1.500 mét. 1.500 mét vuông cho cái khuôn viên này. Cho cái khuôn ở đây đấy. Thì anh có thiết kế một cái hồ cá ở đây. À. Cái khuôn viên này, cái hồ cá và anh làm một cái bàn trà này ở ngoài này để cho anh em nghỉ ngơi đây. Có thể là mình trưa nắng thì ngồi đây thư giãn được. Dạ. Đó. Ôi, em để ý là cái bàn bên trong này cũng làm bằng đá đúng không anh? Đúng rồi. Cái này là đá nguyên khối. Dạ. Còn như ở kia anh làm cái hồ này mình tượng trưng như là không gian thu hẹp đấy. Vâng. Một hòn trúc mái ở trên cái hồ ao nhà mình. Đúng rồi. Giống như Hạ Long đấy. Đúng rồi, em khi mà em nhìn cái này em cũng tưởng tượng như thế. Khi anh bật nước lên thì nó có thác, trên có thác xuống. Dạ. Chứ còn dưới này thì là hiện tại bây giờ đấy, là tại sao lại anh lại cái hồ nước này là chưa rửa được, là chưa có thời gian để rửa được vì đây là nước tự nhiên. Dạ. Nước này nước ngầm lên đấy. Vâng. Là anh đang dùng cái nước để tưới toàn bộ cái vườn cây này. Vâng. Nên anh sợ là nó chưa có mưa đấy, anh chờ được mà từ ngày nào bây giờ nó chưa rửa được cái ao này. Vâng. Cái hồ này. Anh chờ một ngày gần đây đấy là chờ mưa xuống mình rửa đi thì nước nó sẽ trong, nó sạch. Vâng. Ngay hiện tại bây giờ thì nó chưa được thoải mái lắm. Phần núi đá đằng sau kia ạ thì là đây là cái vách đá thiên nhiên tặng. À, của có nghĩa là đó. Mình có sẵn rồi đúng không? Có sẵn rồi. Anh chỉ cải tạo thêm mà thôi. Dạ. Mình chỉ đưa vào những cái này. Trước đây là cái ao đây sang kia nó là cái ao họ lấy đá đấy. Thì thành một cái ao thì anh tạo thành cái hồ này, anh đổ đáy bê tông xuống bắt đầu anh lấy nước ngầm lên. Vâng. Anh để những cái mạch ở dưới này lấy nước lên. Thế à. Còn kia thì anh làm cái đồi tùng bên kia. Cái đồi kia thì bữa trước thì anh mới đang tu sửa lại để chuẩn bị tân gia nhà mới, đâm ra là họ cắt đi, đâm ra trông nó chưa lấy lại, nó hơi sơn tí. Chúng ta đi qua kia xem một chút nhá. Này xem dạ. cái khuôn viên phía đằng sau. Mình làm cái đồi này nếu mà làm mà không có cái lịch sử, không có cái ý nghĩa thì nó đơn giản lắm. Dạ. Nhưng cái này đấy em đã đi hồ núi cốc ấy. Vâng. Thì có sở thích của chuyện tình ba cây thông. Lấy cái sở thích từ chuyện tình ba cây thông ở mình tự trưng đó mình về đấy mình thu lại. Mình làm ba cây thông trên một cái đồi. Dạ. Ôi. Thì nó có một cái ý nghĩa sâu hơn. Dạ vâng. Thì vừa rồi anh em nó mới làm nó sơ đi cây nó mới
cái lá nó chưa được. Vâng. Cỏ ở đây đều mình là mình trồng hết đúng không anh? Đây là cỏ mình trồng đấy, nhưng mà mới cắt được 2-3 ngày nay nó chưa nảy được lại. Vâng. Là trên này đây thì là đất, trên này là đất khai hoang. À dạ. Chứ không phải đất bìa đâu. Vì nó thuộc về đất của núi. Vâng. Thì trên đó thì là anh mua lại của người ta khai hoang trước. Vâng. Chứ thực tế là anh cũng chỉ về đây anh thấy nó hoang thì mình mua lại của họ thì mình trồng cây lên thôi. Vâng. Thế mình có một cái lối mà đi lên tận bên trên. Đấy, có đường nó đi có lên rộng lên. Không anh? Trên đấy rộng thoải mái em. Nói chung là trên đấy diện tích thì chắc là nếu tính là cũng phải vài nghìn mét á. Vâng. Tổng diện tích trên đó. Hay là mình lên thử xem thế nào. Ok. Thì trên này anh có dựng một vị tượng Phật Bà Quan Âm. Dạ. Vì anh nghĩ ở đây đấy là đất núi. Vâng. Thì ta lên làm cái gì đó nó có một cái tâm linh. À trên này lại có dựng tượng Phật Bà ở đây. Đây dạ. Pho tượng này anh mới đưa về đây, chuẩn bị đấy, anh hô thần nhập tượng đấy. Vâng. Mình làm cái này đấy. Này... Dựng cái pho tượng để cho nó gọi là mang tính chất là mát mẻ cho cả dân làng chứ không vì cá nhân mình. À dạ. Đây là trên núi mà. Và từ cái khu vực này á, mình có thể là ngắm được nhìn trọn vẹn toàn bộ cái ngôi nhà của mình ở phía xa xa kia. Đó. Cảm thấy vô cùng đẹp. À, nhưng mà trước khi chúng ta vào khám phá ngôi nhà chính thì em hỏi qua một chút ạ. À, tại vì sao mà anh lại lựa chọn cái hình khối ngôi nhà thế này, thiết kế phong cách tân cổ này, rồi cái hệ mái nhà hai tầng như thế này ạ, để cho cái khu khuôn bên nhà mình ở đây đặt vị trí rất là thuận tiện. Thực ra nói là anh thì anh muốn là mình tạo ra một cái lựa chọn một cái mẫu nhà là sao nó hợp mới lại khuôn viên của cái nhà vườn. Vâng. Thì nếu như đồng nằm được rồi vườn nữa không thì nó đơn giản quá. Vâng. Thì anh chọn cái mẫu nhà tân cổ điển. À. Có nghĩa rằng cái gì cũng có, cổ có, tân có, mới có, cũ có. Vâng. Mang tính chất là ta có thể kê đồ trong nhà mới được, cũ được. Dạ. Đó là cái để làm sao cho hài lòng rất nhiều người chứ không phải riêng cá nhân mình. À. Mang tính là thực sự là như vậy. Vâng. Thế nên anh mới lựa chọn cái ngôi nhà theo cái núi tân cổ điển này. Vâng. Anh xin mời em vào nhà. Vâng. Anh vậy thì không biết là cái diện tích mà anh xây dựng cái công trình chính này khoảng bao nhiêu ạ? Tổng cái diện tích của hai sàn ấy là 162 m² một sàn. Sàn. À. Thế là hai sàn là hơn 300. Hơn 300. Dạ. Rất là rộng ạ. Ôi nhưng mà em vào đây thì cảm thấy rất là mát mẻ anh nhá. Mát thực sự. Thì thực ra nói là mình muốn là như này. Cái trang trí cái đồ trong nhà nhà mình á. Vâng. Là mình dùng theo cái mẫu nhà này thì để mình trang trí nó tân có thể mình đưa đồ cổ vào được. Vâng. Nhưng nhà mình thì gần như giờ chưa có cổ, mình chỉ có tân. Thế nhưng nó vẫn cứ hợp với lại cái không gian mà mình đang ưa thích. À dạ. Thế nên là anh mới dùng cái anh mới chọn cái mẫu nhà này và lắp ráp theo tất cả đồ dùng mình đưa vào là mang tính chất là à nó sao để cho cái đấy, những đấy, đồ nội thất trong nhà này nó, đồng nhất với lại theo đời mới kia đúng không? Đấy, nó hòa hợp theo cái không gian ngoài và trong. Vì vậy. Ở đây đi. À, từ khuôn viên này em thấy đây chính là không gian phòng khách đi. Phòng khách thì mình có để một cái bộ bàn ghế cũng khá là đẹp ạ. Thì cho em hỏi chút ạ, chất liệu đây mình sử dụng chất liệu gì vậy anh? Ừ, chất liệu bộ cái đồ nội thất trong nhà này ấy. Vâng. Thì thực lòng ấy là anh dùng toàn bộ là đồ gỗ gõ đỏ. À, gỗ đỏ mà chính là công ty Mắc Hôm thiết kế. À dạ. Vâng. Thế còn mấy cái đồ những cái đồ chơi này. Vâng. Anh gọi đây là cái đồ những cái bức tranh trang trí này. Dạ. Thì là anh sẽ mua ngoài chứ không phải của Mắc Hôm, nhưng vâng. đây là gỗ chắc. Gỗ chắc ạ. Ừ, gỗ này là gỗ chắc. Mà em đoán là chắc là từ một cái cây gỗ lớn, sau đó người ta sẽ đó. Đục đẽo ra những nhưng họa tiết. Chắc chắn là nó sẽ lắp ráp chắc cả. À. Chứ còn để mà hoàn thiện một cây gỗ chắc này thì chắc chắn là nguyên bản như này thì không có. Vâng. Không thể có được, vì là mà làm được ra cái tác phẩm này mà một cây gỗ nguyên bản thì chắc chắn là không có. Vâng. Họ sẽ ghép và họ tạo cảnh. Dạ. Đằng trong kia thì cũng có một cái bức tranh rồi, nữa. Bức tranh ấy tượng trưng là cái chép hoa rồng đấy. À, để cho dạ, nó vâng. Minh chứng là cái ngôi nhà nó có một cái gọi là đồ trang trí mà em. Dạ. Đó. Cũng được làm chất liệu gỗ chắc đúng không anh? Gỗ chắc. Dạ vâng. Ừ, rồi tủ tạng này là toàn bộ bằng gỗ chắc của công ty thiết kế hết đó. Vâng. Công ty Mắc Hôm ấy. Đây chính là hệ thống bếp. Anh thì không phải dân cơ gỗ. Vâng. Anh làm món cá gỗ để đây đôi khi rồi mình không có gì ăn thì thôi mình cứ chép buồn mình ăn. Thế ạ. Một ý nghĩa hết đúng không anh? Chứ không phải tự nhiên mình để cái chép ở đây đúng không? Mình này, nếu nhà là dân cá gỗ thì mình để cái này thì không được. Dạ vâng. Họ ghét lắm nhưng mà thôi thì mình không phải dân cá gỗ thì mình cứ để con cá gỗ ở đây. Để coi như đây là tượng trưng cái bàn ăn thì nó có cái một chút gọi là có đồ ăn hôm nào ví dụ như không có tiền mua đồ ăn chẳng hạn. Vâng. Khi vào đây em cảm thấy mùi thơm của gỗ nó đúng rồi. Rất là nhiều. Ở đây ấy. Thì là dạ. Toàn bộ nhà mình là dùng toàn bộ đồ gỗ thì chúng ta có cái mùi hương của gỗ. Ừ, rất là thơm ạ. Bên này là một cái tủ đựng rượu này. Còn ở phía bên này thì sẽ là một cái hệ kệ tủ. Đây này trong phòng ấy thì thông thường ấy
là về theo phong cách của người Việt thì trong phòng ấy, trong nhà nó phải có bếp nó mới ấm cúng. Dạ. Thế nhưng ở đây ấy, thì anh có làm bếp, nhưng bếp này đấy có dùng nhưng mà anh không dùng. Dạ. Vì đây chỉ để là phong thủy thôi. Vâng. Còn mình đun nấu ở ngoài chứ trong này phòng khách mà mình đun thì nó có cái mùi nó không hay lắm. À, thế vì vậy nên là thỉnh thoảng bật bếp lên có ấm nhà thôi. Vâng. Chứ thực tế là còn đồ này là gọi là trang trí chứ không thực sự là còn toàn bộ là bếp ở bên ngoài. À, có nghĩa tất cả đồ trong này đều trang trí hết. Đó, phần này là gọi là phần trang trí. Vâng. Như cái đơn giản thôi, ví dụ như là ở đây đấy thì trong nhà ấy thì phải có những cái phòng vệ sinh chẳng hạn. Dạ. Thế nhưng ở đây thì anh đưa một cái tác phẩm này vào đây. À. Để nó che chắn đi bên ngoài, mình ngồi phòng khách mình không bị thô quá. À, có nghĩa là mình tránh trực diện nhìn trực tiếp phòng khách và nhà vệ sinh đúng không ạ? Đó. Thì nó có một cái chỉ cần đơn giản này thôi. Dạ. Nó không phải là cái gì nó không đáng ở tiền đâu, nhưng mà mình để cái đồng hồ ở đây và một cái cây tượng trưng như treo cái đồng hồ ở đây thì nó có cái kín đáo. Vâng. Nó không bị thô quá. À, em để ý nhá, là trong không gian này của chúng ta thì trên bên trên trần ấy, anh có treo hai cái bộ đèn chùm rất là lớn như thế này. Thì tại vì sao mà anh lại có suy nghĩ là sẽ để hai cái bộ đèn chùm lớn ở trong không gian này? Thực ra nói là mình một cái phòng khách rộng như vậy. Thì mình để một cái thì nó tránh choáng. Vâng. Thì anh đặt hai cái làm sao cho nó có như là có cái nó không bị trống quá, nó không bị trống trải quá. Thì trên này đấy, như phòng này đấy thì anh có rác vàng ấy. Vâng. Thì mình chỉ rác gọi là đừng nên rác trong, không phải là cái gì đó mà mình rác nó vừa thôi. Vâng. Chứ nhiều đây là theo sở thích của từng người mà. Vâng. Mình làm mà sao cho nó thoang thoáng như vậy thôi, chứ nếu mà rác nhiều quá thì nó lại thành nó lố quá. Vâng. Nên là anh chỉ đưa anh cho rác một những cái cơ bản thôi, như phòng trên thì giảm bớt đi. Dạ. Có thể là nhiều người bảo không có tiền hay là thiếu tiền hết rồi không trên kia không làm được, nhưng không phải thế, mà mình muốn là làm sao cho nó thay đổi cái không gian đi. Vâng. Mà thực sự hiện tại đến ngày hôm nay thì nhà mình cũng chưa tân gia nhà mới. À dạ. Và cũng có một bộ đồ ở trên phòng khách ở trên kia là chưa, họ chưa chuyển về. Dạ. Hãy còn đang chờ đó. Ồ. Thế vì vậy đây anh xin mời em đại diện công ty lên tham quan ở trên tầng 2 ạ. Trên tầng 2. Cảm ơn anh. Anh mời em. Dạ vâng. Ở đây ấy thì là anh ở trong này có khách đúng không ạ? Ở đây ấy thì anh có một cái ý tưởng là anh làm cho không gian nó mở ra. Dạ. Thì tất cả các phòng của anh đều có ban công. À. Mà ban công phải mở cửa để đi ra ngoài. Dạ. Ví dụ kể cả phòng khách hay phòng ngủ đều thế. Ví dụ đây là phòng đây là phòng sinh hoạt chung. Cái phòng này là cái phòng này gọi là phòng sinh hoạt chung của phòng khách. Vâng. Và đang thiếu một bộ đồ đang chuyển về chưa tới. Dạ. Nhưng mà ta cũng có không gian mở ra đi ra ngoài để để thưởng lãm cái không gian bên ngoài. Và đây có thể ngắm được toàn cảnh. Dạ. Khuôn viên nhà mình. Ví dụ như bên này cũng thế. Ở phòng ngủ họ đi ra là vẫn có. Dạ. Nói chung là phòng ngủ nào cũng đều có một ban công nhỏ phía ngoài. Đó, ta làm như vậy để cho cái không gian nó mở ra. Dạ. Ví dụ đây là phòng thờ chẳng hạn. Thì ta có thể ta thắp nhang thì ta có thể ta thư giãn, ta ra ngoài này ta có thể vẫn đứng ở bên ngoài để ta thư giãn toàn cảnh. Dạ. Và em thấy ở đây anh có thì... để sẵn đây như cái này, sau này trồng hoa đúng không anh? Cái này là cái hoa để mình chơi đó. À, Tết rồi. Dạ. Anh chơi hoa thì bây giờ anh bỏ rồi. Vâng. Đó. Em để ý là ban thờ của nhà mình ấy thì không biết là làm chất liệu gỗ gì vậy anh? Em thấy là đây. Cái này cũng bằng gỗ đỏ. Gỗ đỏ. Toàn bộ cái đồ gỗ đỏ này là cũng của công ty Bắc Côm làm em ạ. Dạ. Hai lọ lục bình hai bên thì sao anh? Hai lọ lục bình em mua ngoài cũng bằng hương, gần gỗ hương đỏ. Gỗ hương ạ? À. À. Trên ban thờ em thấy là từ cái những cái rồi này, lư hương này, tất cả đồ thờ thì đều được làm bằng cái chất liệu gì vậy? Đồng hả anh? Bằng đồng. Bằng đồng hết. Ừ. Và em nghĩ rằng là một cái người mà hợp theo phong thủy như anh ấy, rất là nghiên cứu rất là kỹ đúng không ạ? Thì em nghĩ rằng là cái hướng ban thờ này thì chắc anh cũng phải là làm sao để nghiên cứu được theo tuổi của anh đúng không? Vì anh ấy thì là tuổi Dậu. Dạ. Thì nhà mình phải ở hướng nam. À dạ. Thế nên cái phong ban thờ phải quay về hướng nam. À. Đó. Vâng. Làm cái không gian này cái là anh đã quay ban thờ mình đang quay về hướng nam. À. Mà nhà chính cái cửa chính của mình cũng quay về hướng nam. Hướng nam đúng không ạ? Hướng nam thấy cũng khá là mát đấy. Có thể anh xin giới thiệu sang bên đây, ví dụ như một cái phòng phòng ngủ nhưng phòng khách. À, phòng ngủ nhưng mà dành cho khách đúng không ạ? Rồi, hai phòng ở trên này là dành cho khách. À dạ. Thế nên là cái đồ này để đây được gần cứ vì chưa có người dùng. À, chưa có ai dùng hết. Ừ. Dạ. Còn ví dụ lên đây. À, ôi, thì phòng này của khách cũng lại có ban công. Có ban công rất là rộng anh nhỉ. Khá là rộng đấy ạ. Vì tất cả mình muốn là anh muốn là không gian mở. Dạ. Thì để cho tự do cho mọi người, ví dụ họ nghỉ ở trong nhà nhưng mà ra ngoài họ nghỉ ngơi và vẫn cứ hưởng lạm cái không gian. Vâng. Không gian riêng của họ. Vô cùng đẹp đúng không ạ? Phòng ngủ thôi ạ, phòng ngủ dành cho khách nhé, mà đầu tư vô cùng lớn. Đầy đủ đồ tất cả thiết bị. Toàn bộ đồ ở trong các phòng của anh
là dạ. dùng đồ Đài Loan hết. À, dạ. Cái này nhập khẩu các phòng phòng nào cũng thế. Dạ. Còn xin em giới thiệu em là đây là phòng riêng của anh. À, đây, phòng ngủ chính dành cho gia chủ đúng không ạ? Đó. Thì ở đây của anh cũng lại làm một cái không gian mở. Dạ. Phòng này em nói là có diện tích rộng nhất. Đúng rồi. Dạ. Thì cái không gian anh cũng lại không gian mở. Cũng làm một cái ban công để mình ra ngoài mình có thể buổi tối hay buổi sáng mình ngồi ở đây mình ngắm trọn vẹn toàn bộ cây nhà mình. Ngắm trọn vẹn cái vườn cây này. Dạ vâng. Nếu em đứng ở trên này có thể bao quát được toàn bộ phía đằng trước. Dạ. Ví dụ như là về phòng đằng sau thì em có thể là ngắm toàn bộ phía đằng sau hay phía đằng trước đều có. Vâng. Rất là tuyệt vời đúng không anh? Thế là trên cái khu vực này thì sẽ tổng cộng là có 3 phòng ngủ tất cả anh nhỉ? 3 phòng ngủ này, một phòng trên thờ, này 3 phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung. À, còn một phòng khách tạm. Dạ. Trong này thì còn có một cái khu vực nhà tất cả cái không gian này thì anh có 4 phòng ngủ. À. Và 2 phòng khách. Dạ. Và một phòng ăn. Vâng. Phần vệ sinh thì ví dụ như đây là vệ sinh công cộng. Vâng, vệ sinh chung cho cả tầng. Còn tất cả các phòng đều có vệ sinh riêng. À. Như phòng này cũng có vệ sinh riêng vì đây đang có khách thì đâm ra là mấy anh thợ làm cây anh đang nghỉ trong này mình cũng không đồ thì cứ phòng nào cũng như phòng nào hết. Dạ vâng. Đồ dùng trong các phòng bên này cũng thế. Dạ. Ở dưới cũng vậy. Dưới thì có mẹ anh với chị bếp. Dạ. Thế thôi. Thực ra nói anh thì là một doanh nghiệp. Anh đã lựa chọn và tin tưởng Mark Home. Dạ. Nên anh đã nhờ đến Mark Home xây dựng cho anh ấy hoàn thiện cái ngôi nhà như hôm nay. Dạ. Thì là anh cũng không biết nói phải gửi lời cảm ơn đến toàn bộ công ty đã suốt thời gian qua đã làm cho anh một ngôi nhà được như ý. Vâng ạ. Thì anh không biết nói gì hơn, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến vâng. toàn thể anh em nhân viên trong công ty. Vâng, cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn. Vâng. Quý vị thân mến ạ, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi khám phá toàn bộ công trình của nhà anh Nghiên có địa chỉ tại An Lão, Hải Phòng ạ. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói thì hãy nhanh chóng gọi số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong số tiếp theo.